Greetings, Seeker. Your contract is one Sasha Petroshenko. He is the boss of Siberia's largest criminal syndicate, the Yakutsk clan. They trade in drugs and weapons. And as is common now, they're human traffickers too. Petroshenko was born in Moscow. There he rose from petty street criminal to influential crime boss. It was with Petroshenko's help that Nurgui Kurchatov became Moscow's mayor. When Petroshenko was forced to flee the capital, it was Kurchatov, then Siberia's new governor, who allowed him to set up business in the Yakutia region. After the War of Independence, Petroshenko was given protection by the new Siberian government. He is now attempting to gain control of Western Siberia. These territories are run by his rival, Agvan Dorjev. It won't be easy, as Dorjev is also backed by the army. In an attempt to avoid all-out war, these two bosses have agreed to a private meeting at Petroshenko's dacha in the Bekatov Valley. Inside the property are hidden video recordings that you must obtain. Agvan must also be killed. Then go to his nearby camp and retrieve information about his business operations. It will be useful to our employer. Finally, Petroshenko is preparing to execute a prisoner, his former deputy, Vladimir Romanovich. Free this man, and you will be richly rewarded. Stay focused, Seeker. Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với bóng ma bắn tỉa của mình nha. Bữa mình hoàn thành xong được một cái hợp đồng là giết con khứa kia rồi đây mà, đây nè. Avan nè, giải thoát tù nhân, tiêu diệt, thu thập bản ghi. Cái này cứ lâu lâu mình cảm thấy nó bị lỗi sao á anh em ạ. Có lúc thì xem được nhiệm vụ, có lúc thì không này. Chả hiểu kiểu gì nữa. Ở đây mình thấy cái nhiệm vụ thu thập bản ghi camera là chỉ có 20 đồng, 20 ngàn đô này. Là mình lấy hàng, mình tiêu diệt này đi, mà bây giờ nó không nhảy cho mình, cho nên là mình không biết là cái nhiệm vụ tiếp theo của mình nằm ở đâu nữa nên nè. Cái đỏ đỏ hả? Chắc mình nghĩ đỏ này nè anh em ạ. Nếu mà đỏ đây thì mình sẽ đi đây, nó vẫn gần hơn. Vậy là mình phải đi tới cái giết hai mấy này rồi. Ok, bữa nay mình sẽ làm cái video dài nha. Hôm bữa làm ngắn quá, anh em bảo xem không đã. Hứa rồi nha, kêu mình làm dài mà không xem là mình giỏi nó chịu ấy. Khoan đã, bình tĩnh, có bao nhiêu bé? Hai bé à? Ôi trời ơi, double kill. Double kill mà còn slow motion nữa anh em ạ. Ôi trời ơi, phê. Ủa, còn nữa nè. Coi mình đi đúng đường không vậy? Ờ đúng rồi nè. Ây da, mình bắt buộc phải giết hàng khứa này để mình đi tới được cái chỗ cứa à. Nó không có cái chỗ để mình dịch chuyển tức thời nhanh luôn anh em ạ. Khó thế. Thường bọn này nó đi tuần tra là sẽ đi tới được cái chỗ căn cứ. Mình đoán là như vậy. Đó, cứ đi theo nó thôi anh em. Mình không cần phải giết đâu. Lâu lâu phải dùng tới mất thần. Nếu như mà game cho mình tới ba cái option vũ khí, một là súng chuyên dụng bắn tỉa nè, hai là có thể là nó là một cái cung, hoặc là một cái súng mà dạng súng shotgun hoặc là AR gì đó, tùy người chơi. Và cái lựa chọn thứ ba là súng lục. Có nghĩa là nếu như mà mình làm có nghĩa như mà mình bị tạch thì mình sẽ chơi qua chế độ bắn kiểu Rambo anh em nhé. Giống Call of Duty ấy. Chúng anh em đừng có trách mình nha. Khó lắm anh em ạ. Bởi vì game nó mới cho mình cái lựa chọn đó. Mình đang chế độ standard thôi.
Cho nên là mấy thằng lính này nhiều khi mình cũng thấy nó cũng ngơ ngơ như là bò để đón. À, ở đây hay có bắn tỉa lắm nè đúng không? Không có. Kia rồi, kia rồi. Ngồi đây. Một cái cây vậy, làm hết hồn. Lâu lâu cứ quét sơn cái con có địch trong anh em ơi, ghê quá. Đấy, 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 đấy. Vừa mới nói xong một thằng thằng này với là cái thằng mặc bộ đồ của Iron Man chuyên gia đi chung nhá, thề luôn á. Hình như cái khẩu súng bắn tỉa của mình một viên không có giết được cái thằng mang giáp bự này rồi. Mình nên né đi thôi anh em ạ. Đây, mình sẽ đi theo con suối đây. Con suối này kiểu gì nó cũng chảy vô cái địa bàn của bọn này thôi. Đấy, biết ngay mà. Cái này là cái gì ta? Cái này anh em muốn nó hiển thị ra thì anh em phải bấm mắt thần đây nè. Để sưu tập cái gì ấy. Sưu tập những cái tranh ảnh gì đó anh em ạ. Thì mình cũng chưa biết là khi mà mình sưu tầm những cái đó xưa thì nó sẽ cho mình những cái gì. Để khi mà hoàn thành xong một cái hợp đồng anh em có thể kiểm tra trong cái folder của mình. Nhanh lòng quá. Getting a real good look at the big boss. You cái tính năng mà anh em thấy xuyên tường như vậy là cũng là do mình nâng cấp lên nha. Chứ không phải là mình đang sử dụng hack đâu nhá. Đấy là mình không phải là mình sử dụng tool để hack con game này đâu. Đây là tính năng của game ấy. Con hàm bắn tỉa kìa. Nó trên máy à. Để coi xa xa nè. Thằng xa xa này là mình giết nó đúng không? Vậy là mình đang làm nhiệm vụ thứ hai. Wow, mẹ đúng kiểu assassin luôn em ạ. Làm sao mà đi qua được giết thằng đó mà không gặp địch đây ta. Rồi. Ba thằng. Ít nhất là có ba cảnh vệ đi chung á. Cái gì vậy? Gì đấy? 167 hả? Ủa sao nó còn hiện cái lá cờ gì lên ta? À ở đây hả? Từ từ mình lấy sao đi, bây giờ mình lo tập trung cái đây đó. Có cách nào để đột nhập cho... Ôi... Thằng này một viên không chết được. Nếu bây giờ mình sử dụng lựu đạn nổ thì không biết có bị phát hiện không nữa. Chắc có quá. Cái gì đấy? Gì ghê vậy ní? Gần đây có nữa anh em ạ. Thường cái bọn này nó sẽ chia theo khu vực. Nếu như mình không... Ủa gì á? Ủa? À, ở đây mình vẫn núp được nha. Nếu như mình núp là nó sẽ không đi kiếm mình nữa. Mình phải đi kiếm chỗ núp đấy anh em ạ. Rồi nó sẽ có mình cho mình cái thùng hay cái gì đó. Núp rồi. Ôi sao cái thằng bắn tỉa nó thấy được ta? Giờ bọn này nó chuẩn bị mấy chỗ này không có chỗ núp à. Đèn thế. Nó phải có cái chỗ núp chứ ta. Ủa không có rồi anh em ạ. Thường nếu có là nó sẽ hiện, nó sẽ có một cái màu vàng vàng lên cho mình. À thì đó là camera. Khi nào vô camera nó thấy không ta? Cái này nếu như mình đó không làm á là khi mà mình kiếm được cái chỗ núp là nó sẽ, tụi này nó sẽ không còn báo động đi kiếm mình nữa.
Thôi lỡ rồi mình chơi luôn đi anh em. Quan trọng là cái thằng mà mình muốn giết ấy, giờ nó bỏ đi mất tiêu rồi. Ồ, mình đã hiểu sao bị phát hiện luôn ấy. Base, this is Alpha Bravo. We have a dead soldier in Alpha 43 awaiting orders. Gần lắm này. Ghê thật, bọn nó đặt camera khắp luôn ấy. Nhưng mà tụi nó đông, nhưng mà bù lại là mình sẽ có mất thần. Đây rồi. Thằng này nó chưa chịu đi luôn á. Kiểu nó khinh thường mình anh em, mà nó phải chết. Không thể để bọn này nó thấy mình được. I hear shots. Awaiting orders. Ngu, hết chỗ chạy hả mày? The target is dead. We will not be mourned. Base, we have the enemy's position. Over. Pin them down. Ai, mình nó cũng thấy ta. Base, we have eyes on hostile. As always, I'll wait for an update from the exfiltration location. À, mình kiểu như mình bị cái thằng bắn tỉa nó thấy hoài, hay là mình cũng chưa hiểu luôn á. Nãy giờ mình toàn là giết kiểu đâu có kiểu cái kiểu ồn ào đâu mà tại sao lại bị phát hiện nha. Cay thế nhở. Kiểu gì bọn nó cũng tập trung ở đây à. Throwing grenade. Nó chết luôn rồi sao ấy. Né luôn kìa. Không né được phát thứ hai đâu bạn. Mẹ mình vô mình clear hết luôn nè. Còn một thằng bắn tỉa nữa. Mẹ mày. Nó đâu rồi ta? Uniform 1. We lost the enemy. I repeat, we lost him. Over. Đây, bắn tỉa đây. Trời ơi, chán bắn tỉa ứng không? Thằng nào nữa? Hai thằng ở dưới. Rồi cái này mà nó hở lên một tí xíu là tụi mày ai chỉa với tao rồi. Mày giáp máy. Ba viên anh em ạ. Mình đã bị phát hiện rồi thì mình còn ngại gì nữa anh em. Chơi tới luôn. On my way. Cover me. Trời ơi, cái độc nó không xin như gì thằng đó à. Núp cái nồi chứ núp. À, dầu thế bay. Căn cứ của bọn này nó dầu quả đạn luôn á. Clear chưa? Clear muốn hết luôn rồi còn cái gì nữa.
cái gì đây? I've got the recordings. Trời ơi, định mệnh thì nó nằm ở đây. Đây, để có đồ leo nha. Mình chả biết nó là nhiệm vụ mấy nữa. Giờ nó bị lỗi nên nó không cho mình hiển thị. Có đồng minh là mày sống rồi. Hai cuối kia nó quay xe nữa chứ. Thằng nhân vật của mình để làm được cái chuyên gia bắn tỉa này, nó rèn luyện thể lực kinh lắm anh em ạ. Shit, it's one of ours. Mình đi đúng hướng rồi nè. Này là của cái hợp đồng nào ta? Cây nhờ em bản đồ nó bị lỗi, nó không hiển thị lên. Chúng tôi đã được thông báo rằng một cái gây nhiễm đã được triển khai trong khu vực này, nó sẽ vô hóa một nơi gần đó. The same may be true for tagging attempts. Có thể là do các nỗ lực đánh dấu hả? Ý bạn là sao? Túm lại là bạn đang nói cái gì vậy? Ý, một con chuột. Nếu như ở đây có bắn tỉa thì nó sẽ có một thằng cũng gần đây hoặc đối diện đó thôi anh em ạ. Gì vậy? Thời em. Ủa? Nó đâu rồi? Ơ? Game kìa. Trời ơi, cô di chuyển hả? Có gì đâu mà đi giống được trời. Ngồi xuống là nó bị dướng, chưa hiểu luôn. Bị gì trời? Where are the others? Locations now. Đây, they're right there. Những cái nhân vật mà khi mà mình tra khảo mà nó không nói tiếng Việt, không có phụ đề, có nghĩa là nó không có nằm trong cái tuyến của cái cốt truyện này mà. Cho nên là mình tra khảo nó cũng chả có được cái gì đâu. Để biết ngay mà. Nếu như mà nó có tiếng Việt á, đó, thì cái lúc đó là cái nhân vật đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái nội dung của cái hợp đồng mình. Còn không là anh em giết những cái thằng khác thì nó cũng toàn tiếng Anh thôi. Thì mình nghĩ đó là cái cách làm của bên mấy bạn dịch hay sao ấy. Kiểu mình lọc ra những cái nào cần thiết thôi. Ủa sao đây nó lại bị mất nữa rồi nè. Anh em thấy vô lý không? Lúc thì nó hiển thị cái khoảng cách, lúc thì không nè. 200... Hồi nãy là nó gần 300 đúng không? Con game này mình thấy nó hay bị lỗi vặt quá. Nó hay bị lỗi vặt nhiều so với lại cái phần 2 á. Đúng ra là sau khi mà anh em đánh dấu như vậy là nó sẽ có luôn nè. Nó sẽ có những cái đánh dấu luôn cho mình. Không có bị mất đi. Đông vậy cha. Bây giờ mình phải dùng cái loại đạn gì để một viên giết được cái thằng Iron Man đó nhờ. Khó quá. Vậy là ở đây chắc là giải cứu tù nhân rồi. Mình thấy đây đông nè. There must be the prisoner. Vladimir Romanovich. Đây đâu, tù nhân đâu. On his way to prison. Đây, thấy rồi. Trời ơi, mình ghét nhất là mấy cái thằng nhiều chuyện như vậy nè. Cái kiểu như là nó lúc nào nó cũng đi chung á anh em. Đây, lại bị mất kìa. 230. Nằm xuống bắn cho nó dễ. Khoan, ở đây còn một thằng nữa. Trời ơi, sao mình cứ bị mất dấu hoài ta. 229. 229 thì nó khoảng nằm tầm này.
Lại mất dấu. Kỳ cục thiệt chứ, em buồn cười nhờ. Bây giờ nó cứ di chuyển như làm sao mình biết được. 145 145 là 150 hả? Để tỉa mấy cái thằng này trước. 235. Tranh thủ để nó mất anh em ạ. Sao không có slow motion vậy? Một bé. Còn một thằng ở đâu ta? Trăm 96 này, thằng này là dễ nè, tại vì nó gần với lại cái khoảng cách mà nó tròn á anh em. Nhưng mà mình sợ là thằng này nó sẽ thấy. Thằng này nó đi lẻ. Thằng này nó phải đứng ở đâu đó chứ, ở đây rồi, hai thằng đây rồi. Thằng này nó phải có điểm dừng. Đứng lại im đi mày. Hình như bọn này nó canh gác cũng không có nhiều. Chỉ có vài đứa thôi. Rồi, thằng này nó ở khoảng cách bao nhiêu ấy? 200. Vừa y luôn, vừa miếng luôn. Tiếp đến là thằng này, 212. Thằng này đang đi lại. Má thằng Iron Man này một khi không chết được, thôi nó bỏ nó đi. Mình chỉ sóc lá cà với nó thôi. Hai thằng này nó thấy nhau không ta? Này, nó bắt đầu nó di chuyển rồi. Ủa quên còn thằng khứa này nữa, trời, thằng gần xịt cái bên mà không chịu lo bắn. Đẹp cỡ nó tí nữa thì... À đây có súng máy nữa nè. Từ đây nha, chỗ này là mình không có dội được. Nếu thằng này đi thì thằng này nó sẽ... Mình còn hai thằng này nữa chứ. Đẹp cửa nó. Ủa? Trời ơi. Tính ra mình bỏ sót nhiều quá chứ. Cái thằng khứa ở chỗ này nó dai. Thôi sao ngoài hang này giờ đi chung nhau rồi, sao chơi. Rồi xong luôn, hai thằng đi chung luôn. Giờ bắn một thằng là thằng kia thấy liền. Quan trọng là hai khứa này nó chịu di chuyển nè. Xong. Mày mà nó bước đi thì mày chỉ có chết. Mình xuống được chưa ta? Ở bên đây vẫn còn 3-4 thằng nữa chứ. Dai thiệt sự luôn này. Tinh nghiệp. Rồi xong. Mày nãy giờ thấy mày thả mày hơi lâu rồi đó. Mày sống hơi dai rồi đó nhóc. Nãy giờ cứ đi tới luôn. Mệt. Nằm đó luôn đi. Có Iron Man đâu ta? Không được. Trong đây còn một thằng nữa nè. Mình nghĩ bây giờ mình đi kiểu assassin được rồi đó. Không còn bắn tỉa nữa thì không phải lo.
quên nữa cái đèn này nữa anh em ạ. Làm sao để xin táo hai thằng này một lúc được đây trời. Sao cái đầu đạn của mình nhìn ghê vậy. Má, hai thằng quỷ này nó không di chuyển luôn kìa. Trời, mất hết cơ hội rồi. Ủa gì vậy? Nó báo gì vậy? Ủa nó báo cái gì ta? À, cái thằng tù nhân sắp chết. Oscar 31 to HQ. We have a body here. I repeat. À, mình lâu quá mình quên mẹ thằng tù nhân luôn rồi. Men on my way. Hello, what you're here to do? But for freeing me, let me tell you, there is a hidden camera up there. Man! Trời ơi, nãy giờ mình... Thanks, I'll remember that. He's free. For how long? Bây giờ phải làm sao đây? Đút lui để tải lên dữ liệu. Thôi bây giờ phải bỏ đi thôi anh em ạ. Ở đây có cái gì để lấy được không? Ở đây cũng đâu có gì cho mình lấy đâu. Giờ mình phải trốn khỏi đây thôi. As always, I'll wait for an update from the exfiltration location. Ở đây là gần nhất hả? Rồi. Con cu này nãy giờ mình chưa lút sát à. À, đầu đấy. Đây đây, trả nhiệm vụ. Data is secure. Job done. Well done. I have the papers. I presume they contain everything you need. Thank you, Seeker. Thì đó là chỉ có vậy thôi em ơi. You can exfil now. Check your map for coordinates. Sợ thật. Thì coi như là mình hoàn thành thêm được cái hợp đồng nữa rồi đó. Uầy, hóa ra là nó có liên kết với nhau hết đấy. Mà tại lúc đầu mình không để ý à. Rồi hết rồi đó. Giờ chỉ còn mình quay về mình trả nhiệm vụ nữa thôi. Để lại không cho kìa.
thăng tiền thưởng gì nhỉ? Officer Leonid Streltsov is a physician guilty of conducting human experiments during the Second Mongolian War. Such crimes have made him a wanted man. Others will be after this target. See that it is you who collects the bounty. Careful, Seeker. Streltsov has a hefty price on his head. You may have competition. À, hay là thăng tiền thưởng là chỗ này à? Rồi xong rồi, má thằng kia nó đứng kê bên luôn. Man down, hostiles on site. Get him. Ôi. Strelts off. He's done. À, thì đó là cứ này à. Vô luôn bạn ơi. Nấp kỳ. Ra là mình giết xong rồi mình phải chạy à. Surround them. On my way. Kill them. Mày sao không nói sớm? Hotel 15 to HQ. We have visuals on Tango. Over. Flank that bastard. Ôi, thì ra cái trò thăng tiền thưởng là như vậy đó hả anh em? Ai đạt. Hóa ra là mình giết thằng kia xong là mình sẽ bị dí à. Chết. Ôi. Ôi cùng cũng xong rồi. Thì ra là cái săn tiền thưởng đó là mình bắt buộc phải bị dí anh em ạ. Yeah, hoàn thành. Ok, vậy là mình đã hoàn thành thêm được một cái hợp đồng rồi đấy. Mày khó vãi. Ok, mà toàn là 70% anh em ạ. Đây, nó mở khóa cho mình thêm một cái pháo đài nữa nè. Ok thì video mình tới đây là kết thúc nha anh em. Hẹn em ở cái hợp đồng tiếp theo đi, ở pháo đài Ara Chayet. Ok, bye bye anh em.